Tình hình thời tiết hôm nay đáng chú ý với thông tin không khí lạnh tăng cường và rét. Dự báo trên đất liền, khoảng trưa chiều 16 tháng 12, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi thuộc Nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5. Từ ngày 17 tháng 12, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời chuyển rét đậm, rét hại, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, trời rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 8 đến 11 độ C, khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ phổ biến từ 3 đến 6 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C, khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến từ 12 đến 15 độ C, khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, nhiệt độ từ 16 đến 18 độ C. Trong khi đó, trên biển từ chiều tối ngày 16 tháng 12, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét. Riêng vịnh Bắc Bộ, sóng cao từ 2 đến 4 mét. Cảnh báo từ đêm 16 tháng 12 đến đêm 17 tháng 12, khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to và dông. Tuy nhiên, từ ngày 18 tháng 12, mưa lớn giảm dần. Từ ngày 17 đến 23 tháng 12, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời rét đậm, rét hại. Khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, trời rét. Vùng núi Bắc Bộ có khả năng xảy ra băng giá, sương muối.